nóng hơn nổi cảnh Full HD đầu tiên của Hyun Bin trong siêu đám cưới. Cái nhan sắc này gọi SOS luôn đi. Ngay lập tức vai rùa cực phẩm của chú rể Hyun Bin trong hình ảnh rõ nét đầu tiên ở siêu đám cưới đã khiến cư dân mạng chao đảo chỉ trong một tiếng được tung lên mạng xã hội. Siêu đám cưới của Hyun Bin và Son Ye Jin hiện vẫn đang là chủ đề được cư dân mạng bàn tán nhiều nhất. Những hình ảnh mờ nhòe trong hôn lễ cũng đủ khiến mạng xã hội phát sốt, nhưng vẫn không thể nào thỏa mãn dân tình. Sau bao ngày chờ đợi, đến sáng ngày 8 tháng 4, hình ảnh nét căng đầu tiên của chú rể Hyun Bin trong hôn lễ đã được hé lộ. Không hổ danh là nam thần hàng đầu, Hyun Bin bảnh bao và phong độ hết nấc khi khoác lên mình bộ vest lịch lãm trong ngày trọng đại của cuộc đời. Đường nét sắc sảo như tượng tạc trên gương mặt chồng chị đẹp không khác gì một tác phẩm nghệ thuật. Son Ye Jin đúng là cô dâu may mắn nhất K-pop, có được anh chồng đẹp trai đến nghẹt thở như thế này, chị em ghen tị phát cuồng mất thôi. Chứng kiến bức hình hiếm hoi này, dân tình càng thêm mong ngóng về cả bộ ảnh HD của Son Ye Jin nói riêng và cặp vợ chồng quyền lực nói chung trong đám cưới thế kỷ. Diện mạo chuẩn nam thần của Hyun Bin trong ngày cưới làm chị em thêm mơ mộng về hình ảnh người chồng tương lai. Hyun Bin đẹp ở mọi góc độ, lịch lãm và bảnh bao trong ngày sang trọng đại. Cánh nhíu mày càng tôn lên chất đàn ông và đường sống mũi sắc cạnh của anh. Trong sáng ngày 7 tháng 4, thương hiệu Tom Ford cũng nhá hàng một tấm ảnh cưới của Hyun Bin để chúc mừng. Nam thần đình đám không thể giấu được vẻ hạnh phúc qua nụ cười má lúm và ánh mắt u mê bà xã xinh đẹp ở hậu trường chụp ảnh cưới. Những hình ảnh Full HD trong siêu đám cưới của Hyun Bin và Son Ye Jin dần lộ diện đã làm nức lòng người hâm mộ. Dân tình càng lúc càng thêm mong ngóng về ảnh nét căng của cô dâu Son Ye Jin trong siêu đám cưới.